Và hôm nay thì Mai sẽ gửi đến cho mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, nhạc phẩm mang tựa đề Cho tôi lại từ đầu. Mai vô cùng yêu mến cái tác phẩm này, bởi vì kể cả một cái chặng đường của đời người chúng ta đi qua, từ những cái ký ức rất là đẹp, những cái màn hình tâm trí vô cùng tuyệt vời của một thời tuổi trẻ, một thời thanh xuân. Và đó là cái chất liệu để mà chúng ta nhớ lại, ôn lại những cái kỷ niệm đẹp đó khi mà chúng ta đến một cái độ tuổi về xế chiều. Cho tôi lại từ đầu. Cho tôi lại từ đầu ở đây, theo Mai nghĩ rằng là cho chúng ta được ở lại cái giây phút hiện tại và có thể trở lại từ đầu bất kỳ lúc nào chúng ta muốn. Chúng ta có thể bắt đầu lại cuộc đời của mình ngay tại giây phút này. Và Mai rất là yêu mến cái câu rằng là cho tôi lòng thật thà trên môi đời nghiệt ngã. Bởi vì luôn luôn cho tôi một tấm lòng thật thà, cho dù miệng thế gian có nghiệt ngã như thế nào, cho dù dòng đời có như thế nào đó, thì cũng xin cho tôi có được tấm lòng thật thà. Và Mai xin mời mọi người cùng đến với những giai điệu và lời ca tuyệt đẹp này qua tác phẩm Cho tôi lại từ đầu. Cho tôi nói lại tiếng tình đầu,
Chiều tôi đứng bên cầu, che nghiêng nón cười như dấu mộng, thẹn thùng nụ hoa mới hé. Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm, gió chiều thả hương ấm vai. Đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ, mà nhớ anh ngày xa xăm. Đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ, mà nhớ anh.